Ăn bạch tới lại cho mình không ít tiền. Tạm thời cứ ở đây thêm vài ngày, sau đó có chuyển đến một nơi tốt hơn. Một bạch, bạn nhận được tin nhắn mới. Xem ra phải đổi chỗ khác luôn rồi. Chú ơi, dạo gần đây cô có từng nhìn thấy người này không? Hay vô là cậu ấy, cậu này từng gặp nha. Cậu ấy đang ở đâu? Ấy chà, chàng trai nhìn cậu tuấn tú quá nha. Mấy anh chàng đẹp trai như cậu đây tôi nhớ rõ lắm, người mà cậu muốn tìm. Trước đó cậu ấy ở trên nhà nghỉ trên lầu kìa cơ, mà không khéo nha, mấy hôm trước ta dọn đi rồi. Đây, cậu đi luôn ha. Không có à, mình quá xem nhẹ con chim hoàng yến này rồi, đúng là có bản lĩnh. Trên thuyền lừa hết cả đám này, xuống thuyền rồi cũng trốn mất trong mất dạng. Bản lĩnh năng à, việc tôi bảo này, hay là thôi khỏi tìm đi. Cậu nói cái gì, thử nói lại lần nữa xem. Thằng nhóc lừa đảo chết tiệt, đáng ra phải bắt về gô cổ trói thật chặt. Vĩnh viễn chỉ một là con chim trong lòng. A Bạch, may mà có chú, nếu không chỉ có tôi bồi A Diệt phát điên. Cậu ta chưa kịp điên thì tôi cũng bị bức khùng trước luôn coi. Nếu để A Diệt biết được rồi mà anh ấy 5 lần 7 lượt bắt học đều là do mình tiết lộ tình báo cho Tiểu Âm, liệu mình có bị chém phân tay ở ngoài đồng quan không vậy? Một bạch, bạn nhận được một tin nhắn mới. A Bạch đã giúp mình nhiêu đó là quá đủ rồi. Nó cứ tiếp tục giữ liên lạc thế này, sớm muộn gì cũng bị Tần Diệt Phương đánh ra hơi ra. Bây giờ chuyện mình cần làm là ngồi đợi. Đợi vụ hợp tác làm ăn của hai nhà nghiêm Tần bùng lên. Như thế Tần Diệt Phương mới triệt để bị ngáng chân, không rảnh mà để ý đến mình. Thật khó mà tưởng tượng Tần Diệp Phương lại vì mình không chút do dự chuyển nhượng hạng mục quan trọng như thế vào tay Thẩm gia. Trong lòng anh ta, địa vị của mình lại quan trọng hơn cả sự nghiệp. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, dù gì cũng bẫy nhau rồi. Một tháng sau, thời gian cũng hòm hòm rồi nhỉ, hẳn là không lâu nữa mình có thể xuất ngoại rồi. Cũng may mình chạy nhanh. Ở thị trấn nhỏ lần trước xích thì bị Tần Diệp Phương tóm được.
Tại sao em lại muốn rời bỏ anh? Tần Diệp Phương. Đây nè, mình đang làm cái gì vậy? Anh có thể không? Cái quái gì? Sao mình là chủ động gật đầu thế này? Diệp ơi, em muốn anh đây, nhất định là mơ, nhất định là đang nằm mơ. Làm sao mình có thể đồng ý chứ? Mau tỉnh, mau tỉnh lại. Quả nhiên là mơ. Mình biết mà, sao mình có thể ham muốn con lợn ngốc kia? Ảo thực thực đấy. Mình không thể có cảm giác với Tần Việt Hương được. Cứ cho là có cảm giác. Mình cũng không phải là thằng bị đè. Phải là mình đè Tần Việt Hương. Đây chắc chắn là loài là ngoài ý muốn. Đêm thứ hai, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tại sao lần này vẫn bị Tần Dực Hương đè chứ? Cái cổ thân thể này bị chơi xong liền trở nên mẫn cảm thế này ha. Nào con cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do của em đi. Vậy sao đừng có ngứa ngáy khó nhịn như thế nữa. Thẩm ngôn sướng của mẹ nó đúng là cái miệng quạ đen mà. Tần Diệp Phương, tên cẩu tạp chủ nhà anh. Còn dám nói không bỏ thuốc tôi. Nét lão Dương. Mở cho tôi một máy. 10 tệ một tiếng, 100 tệ tặng thêm một tiếng. Tinh thần hưng phấn hoặc phẫn uất quá độ. Nhiễm trùng nấm và vi khuẩn ở vùng da, quanh hậu môn. Có vẻ là nhiễm khuẩn rồi. Nhà nghỉ mình ở ngày trước cũng không được vệ sinh cho lắm. Chắc bôi ít bột thuốc là khỏi. Như này à. Hậu môn nam nữ điều trị. Ba điểm lớn này sớm biết là ai. Phát triển và nghiên cứu năng lượng, quy hoạch quá thành thị. Đến rồi, đến rồi. Quả nhiên là giống hệt kiếp trước. Quy hoạch lại đất đai. Khiến hạng mục giống ăn chắc phần thắng trong tay bị mất tiền. Số hỏng bỗng không. Đầu tư kỳ trước mất trắng rồi. Lấy được vụ làm ăn trong tay Tần Nhật Phương. Đâu có phải lấy không đâu. Về quy hoạch lần này, hạng mục xây dựng của Thẩm Thị, tiền chắc chắn phải giải ngân. Lần này Thẩm Thị tổn thất không nhỏ đâu. Thôi, tắt tắt, chẳng có gì để hay để xem hết. Tần Tổng, có phải anh đã sớm phát giác ra? Tần Tổng liên quan đến hạng mục trước kia từng qua tay anh, liệu có phải anh? Tần Tổng,
Vậy sao lại chuyển nhượng trong thời gian trùng hợp như thế à? Tần tổng có tin gần đây anh tham gia một đấu giá. Xin hỏi sau buổi đấu giá năm nay anh có thu hoạch được món đồ gì đặc biệt không ạ? Thu hoạch con chim tôi nuôi sổ lồng rồi, có tính là thu hoạch không? Chim ấy mà chắc ra phải nhốt kỹ một chút, nếu không vừa ngơi ra một cái là bay mất dạng ấy. Tiểu Nghiêm tổng, vị trí này lưng tựa núi phía bắc có nước bao quanh, đối diện là lối vào khu nghỉ dưỡng của chúng tôi. Vị trí được chọn của khách sạn nằm ở đây, bất kể là vị thế địa lý hay là cảnh quan xung quanh đều vô cùng thích hợp. Vậy tại sao mãi mà chưa được việc? Thị trấn nhỏ ở đây chỉ có một khu chợ quy mô lớn. Nếu tôi mua nơi này theo ý của thị trấn là muốn xây dựng miễn phí cho một khu chợ mới cho họ, vị trí còn không được quá kém, cộng thêm người bản địa cũng không phối hợp cho lắm. Đủ các loại lý do phức tạp nó mới nơi này 10 năm trước nổi danh là một thị trấn sông núi nước non. Giá đất ngày một tăng, triển vọng phát triển rất tốt, nhưng nhà mình giàu có cỡ nào cũng không thể tùy tiện mua một mảnh đất. Tu sửa chợ miễn phí rồi tặng cho người trong trấn sử dụng, nơi này đúng là vừa thối là vừa bẩn vừa tạp. Tôi đưa anh thăm thú xung quanh trước nhé. Xin lỗi. Phương, dạ âm. Nghiêm tổng, hả? Người đâu mất rồi? Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày mình bỏ trốn. Hộ chiếu mình cũng chuẩn bị trước mấy cái rồi, chỉ cần trốn trong thành phố biên giới nữa thôi là mình có cơ hội xuất ngoại rồi. Cầu xin anh giúp em, xin hãy giúp em, xin anh giúp em với, cầu xin anh đấy. Mình gặp phải cái gì thế này? Bỏ muôn người, trùng hợp thế cơ à? Cô bỏ tay ra, quay mặt lại đi, cô đừng nói chuyện với tôi. Trước khi đến nhà ga thì đừng có nói gì với tôi, cũng không được nhìn tôi sang tôi. Sao trên đường bỏ trốn cũng gặp phải mấy chuyện phiền toái như thế này? Thưa hành khách, sắp tới nhà ga phía trước, tàu sẽ dừng trong 7 phút. Các vị hành khách sắp đến trạm kế tiếp rồi. Mọi người cầm sẵn hành lý của mình. Người xuống trạm kế tiếp sẽ rất đông. Đợi lát nữa, tàu dừng rồi. Tôi sẽ cầm hành lý trắng giúp cô. Cô chen vào đám người mà xuống tàu. Cô chạy nhanh hết sức có thể. Bên cạnh nhà ga thường có cảnh sát cơ động túc trực, nghĩ cách tìm cảnh sát. Tôi chỉ làm được nhiêu đó thôi, còn lại dựa cả vào bản thân của cô đấy. Anh ơi, tôi chỉ làm được nhiêu đó thôi, còn lại dựa vào cả bản thân cô đấy.
giao dịch gì cũng có thể xảy ra. Ở đây người ngộm hỗn tạp rất dễ gặp phải mấy chuyện như vừa rồi, mình nên cẩn thận chút thì hơn. Lát nữa phải tìm một nơi bình thường để tá túc, yên một tĩnh một chút. Thằng nhãi này có được không vậy? Có thật đám người trong thành phố thích mấy cái thằng mặt trắng như này không? Cái đoạn đường có mỗi thằng này là chấp nhận được, nhìn y như con gái vậy. Đưa đi trước, không được thì dứt. Chẳng qua lần này tiện đường bảo tao làm thật thì thôi, dẹp đi cho rồi. Đưa người đến mà họ không cần, thôi làng bên cạnh chúng ta cũng chẳng ai muốn bé trai, đúng là chẳng bỏ công. Nghe nói bọn lão Lý chốt được một phát, nhận được con số này. Vụ này mà còn, mà thành, còn phải là cái trò buôn bán ẩm hiu này chắc. Thật không nhiều tiền thế cơ à. Anh không sao chứ? Là cô, anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Là cái gì trên tàu? Không trốn được đâu. Mình cũng bị bắt cóc rồi. Câm nhúc nhích. Ông khách này kỳ cục thật. Vừa vào đã báo mình quỳ xuống, cởi xong quần áo lại ngồi hút thuốc. Không cho làm gì cả, quỳ cũng được thôi, còn không cho nhúc nhích, cứ như một tên biến thái bất lực vậy. Không đủ giống. Không một chút cũng không giống. Tại sao lại không tìm được một người giống chứ? Cút đi. Đám người có tiền này cũng khó hầu hạ quá. Lại còn cầm một bức ảnh. Nhất định phải là từ một chàng trai tướng mạo giống như thế. Còn nói chỉ cần tuổi này tình nguyện đi phẫu thuật chỉnh hình, chỉnh giống hệt là được. Ê, xong rồi à, dân. Khó hầu quá. Có tên mà cậu còn kén chọn nè. Được rồi, được rồi. Biết mấy nay cậu mệt, 2 hôm tới cậu đừng tiếp khách nữa. Vừa khéo có một lô mới đến, cậu giúp tôi dạy dỗ họ nha. Tôi nói nghe này, một trong số đó mặt mũi là khoảng dạo này thiếu nhất đấy. Quanh đi quẩn lại, lại đem mình bắt đến giả sách, hay lắm. Đã chui xuống mí mắt của Tần Diệp Phương rồi. Cô có thể nói thẳng với người này ở trong này, cô bị người ta bắt cóc. Họ sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Giả sắt không chơi, trò buôn người. Thường đều là người tự nguyện. Cái đôi ngu xuẩn tống cả đám mình đến nơi này, chắc hẳn cũng không rõ tình hình ở đây. Nhưng mình không thể lên đồn được. Chứng từ chuẩn bị từ trước đều ở trong ba lô. Mình bị bắt cóc đã mất từ bao đời. Chắc chắn Tần Diệp Phương đã báo cảnh sát chuyện mình mất tích. Nếu mình tới đó chẳng khác gì
tự chui vào đầu đầu vào đó. Có thật không ạ? Thật. Ai vô, nhìn được quá vậy, trông cậu còn giống hơn cả tôi đấy. Chào cậu, người mới. Tôi là Thanh Thanh, là tiền bối được khoái đến đây dẫn dắt cậu vào nghề. Chúng ta rất giống nhau, còn có cảm giác như anh em song sinh vậy. Cậu, cậu gặp may rồi, mang gương mặt hái ra tiền của quán chúng tôi. Thông tin cuối cùng chúng tôi điều tra được là ở một quán nét. Chủ quán nét cũng nhìn ảnh xác nhận rồi. Chính là con chim của nhà cậu. Sau đó thì sao? Sau đó chưa được mấy ngày, cậu ấy đã lên tàu đến thành phố sát biên rồi. Thành phố biên giới. Em ấy muốn lén lút vượt biên đấy à? Cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ. Thành phố sát biên dùng thao lẫn lộ dàn thao lẫn lộn, kỹ ăn hỗn loạn, một mình cậu ấy dám đến đó cũng coi như là gan đủ lớn. Tung tích cuối cùng cũng là ở trong thành phố đó. Theo như điều tra thì cậu ấy chưa ra khỏi nhà ga, nơi xuất hiện cuối cùng cũng là trên tàu. Đúng rồi, còn một điểm nữa, trên tàu còn có bọn bắt cóc. Nếu như điều tra hành tung của đám người đó, ôi chao, Tiểu Phương Phương, cậu đúng là thích hợp đến chỗ chúng tôi kiếm cơm đấy. Khuôn mặt này, thân hình này, chật chật ai nhìn cũng phải ngứa ngáy con tim. Đã câu đầu bếp trong quán rồi. Hồng bài không ai khác ngoài cậu. Tiểu Phương Phương, con khỉ mốc. Mấy hôm nay coi như số mình may, hình như Tần Diệp Phương chưa đến giả sách, nhưng Triệu Quyền lại là khách quen ở đây. Mỗi khi nhóm người mới đến có thể tiếp khách đều cho Triệu Quyền việc trước. Cả đám công tử bột như Thẩm Ngôn Sướng với Nghiêm Chỉnh, Nghiêm Cảnh từng gặp mình cũng hay đến đây tụ họp. Đến khi đó chỉ sợ rất dễ bại lộ. Mình phải nghĩ cách trốn rời khỏi đây. Tôi hơi đói, đến nhà ăn đi. Sao lần nào cậu cũng chỉ để bụng chuyện ăn cơm thế? Thôi được, cũng sắp đến giờ rồi, đi thôi, đi thôi. Đương nhiên là phải để bụng rồi. Đây là giả sắt, nơi duy nhất có một lượng lớn người ra vào mỗi ngày. Góc chết camera cũng nhiều nhất. Đây là một nơi dễ dàng cùng ra nhất. Tiểu Diệp, có người tìm cô. Tìm mình là ai thế? Là anh trai đã giúp mình nên. Giúp tôi với. Khoan. Có phẫu thuật đấy à? Sao lại khác trong hình ảnh thế? Cứ như đổi đời vậy. Thôi được rồi, đúng chính là chủ là được. Cô bé, tôi hỏi cô mấy chuyện nha. Trả lời tốt, tôi có thể đưa cô về nhà. À, tôi quên nhà cô như thế.
Cô cũng phải chạy trốn, chắc là không muốn về đâu nhỉ. Thế này nhá, cô trả lời mấy câu hỏi của tôi, chỉ cần cô thành thật nói cho tôi biết thì cô có thể đưa ra một yêu cầu, có điều có thể thành toàn cho cô. Tiền, còn có thể giúp cô yên lặng rời khỏi nơi này, gì cũng được. Có thật không à? Tiền, nếu mình có tiền, mình không cần phải sống một cuộc sống ăn nhờ ở đậu nữa, cũng sẽ không bị đem bán nữa. Anh muốn hỏi điều gì? Cậu bé này, cô từng gặp trên tàu rồi nhỉ? Cậu ta đã đi đâu, cô có biết không? Anh trai nhỏ. Có chuyện gì? Anh trai nhỏ, anh có muốn rời khỏi đây không? Cô vừa nói gì? Chắc có lẽ em sắp rời khỏi đây rồi. Anh có muốn đi cùng em không? Đi cùng cô ấy. Trước đó cô ấy đã tiết lộ cho mình một ít thông tin về bản thân. Cha mẹ nuôi cô ấy làm công cụ kết hôn cho đứa con trai tàn tật của đối tác làm ăn. Thế là cô bé này liền lén lút chạy trốn, sau đó mới bị người ta bắt cóc. Không, không chứng minh thư, không hộ khẩu. Bọn buôn người bên biên giới coi cô như là kẻ lén vượt biên rồi tống đến giải xác. Lúc trước mình đã nhắc nhở cô ấy đến cục cảnh sát là có lẽ để tự do, nhưng cô ấy không đi. Thế mà bây giờ lại muốn đi, còn muốn đưa mình theo. Cô nghĩ thế nào cô ấy cũng không thể có năng lực này. Trừ khi có người tìm đến cô ấy. Cô định bao giờ đi? Tối thứ hai từ sau ạ? Trùng hợp thế nhỉ? Đúng không? Mình lên kế hoạch bỏ trốn. Tôi nghe thấy rồi đấy nha. Cậu đừng có một phút bốc đồng. Cô bé này chân ướt chân ráo, làm gì có khách sạn nào đưa cô ta đi được. Cứ cho là cô ta có số đỏ gặp được quý nhân đi. Chắc gì những người ta đã cho phép cô đưa lên thêm con chồng trước đi cùng chứ. Cậu nói đúng. Diệp tiểu thư, chúng tôi đến đây để đón cô đi. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng mà anh trai tôi vẫn chưa đến. Sao anh ấy còn chưa đến vậy? Rõ ràng mình đã nói thời gian rồi mà. Tối thứ hai tuần sau ạ? Cậu ấy đang ở đâu để tôi đi tìm? Bình thường anh ấy hay ở trong phòng thay đồ dưới tầng 1, hoặc là phòng hóa trang, cũng có thể là phòng nghỉ cuối dãy hành lang. Cô ở đây đợi tôi đi tìm cậu ấy. Nhầm người rồi à? Sao ở đây nhiều người trông giống nhau thế? Có điện thoại, bắt máy. Sao rồi, đã tìm được người chưa? Một bạch thiếu gia. Tôi xin lỗi, hình như người không thấy nữa rồi. Cậu đang gọi điện thoại cho ai đây? Chút chuyện trong nhà thôi.
A Việt đến chưa? A Việt gọi bọn mình đến nơi này là bãi rác mà. Anh ấy bảo chúng ta đến đó làm gì? Tôi không biết nữa. Cậu ấy nói đưa tụi mình đến xem kịch hay. Không ngờ đời này của mình cũng có ngày chật vật như thế. Rác rưởi thối quá đi mất. Thà rằng núp trong đống ghét còn hơn là bị Tần Diệp Phương bắt về. Mẹ buồn nôn quá. Xe dừng rồi, đến bãi rác rồi à. Có rằng mình nghe thấy tiếng mở khóa, sao lại không có người mở cửa? Thế nào là xe chỉ dừng trong bãi rồi mới đợi cho người đến xử lý rác hay sao? Còn phải đợi đến khi nào nữa hả? Chết tiệt. Động tĩnh lớn thế này mà không có người đến kiểm tra ư? Hai tiếng 47 phút, quả nhiên là biết nín nhịn. Chẳng trách có thể ở bên Tần Diệp Phương chờ mất 2 năm trời mới chạy xuống. Thẩm ngôn sướng. Vì ta không có công trạng gì. Vậy nên chúa công mới lấy đất của ta mà thưởng cho trọng phụ. Nay trọng phụ dẫu mất rồi, nhưng công trạng của trọng phụ hay còn, ta mặt mũi nào mà xin đòi lại. Dịch nha than rằng. Trọng phụ mất rồi, mà còn khiến bá thị phải tâm phục như vậy. Thế thì lũ chúng ta là tiểu nhân thật. Hòa công theo lời quản gia Ngô dặn, lại liền giao quyền chính cho công tôn Thất Bằng. Chưa được 1 tháng thì Thất Bằng mất. Tề Hoàn Công nói, trọng phụ thay lời bậc thách, sao biết rằng Thất Bằng không sống được bao lâu nữa. Nói xong bèn dùng Bảo Thúc Nha thay Thất Bằng. Bảo Thúc Nha từ chối. Hoàn Công nói, này trong nay trong triều không có ai bằng ông còn nhường cho ai? Thúc Nha nói, tôi là người yêu điều thiện mà ghét điều ác, chắc chúa công cũng đã biết. Nếu chúa công dùng tôi thì xin đuổi Dịch Nha, Thủ Điêu và Khai Phương. Hoàn Công nói, trong phủ ngày xưa cũng có dặn ta như vậy, nay ta xin vâng lời. Nói xong ngay ngày ông ấy hạ lệnh đuổi Dịch Nha, Thủ Điêu và Khai Phương. Không cho được vào kiều, Bảo Thúc Nha mới nhận chức tể tướng. Bây giờ có nước Hoài Di đem quân dân xâm phạm nước Kỷ, nước Kỷ sai người sang cáo cấp với nước Tề. Hoàn Công hộ quân ở nước Thân Hành đi cứu nước Kỷ. Chư hầu thấy Tề Hoàn Công dùng Thúc Bảo Nha làm tế tướng, những chính sách của quản viên Ngô trước kia vẫn thi hành không thay đổi gì cả. Tấn Huệ Công từ khi lên nối ngôi trong nước mất mùa luôn mãi.
đến nơi mong trời kho tàng hết sạch cả, chân không lấy gì mà ăn. Tấn Ngụy Công muốn đông tóc ở nước khác về, mới nghĩ đến nước Tần là một nước láng giềng gần, đã có tình thân thuộc, chỉ hiềm mỗi ngày trước phụ ước chưa đến, nên muốn hỏi mà không dám hỏi. Khước Nhê nói: không phải ta phụ nước phụ ước với Tần, chẳng qua chỉ là xin quản thôi. Nếu nó ta xin đông thóc mà Tần không cho, thế là Tần xử tệ với ta trước, bây giờ ta sẽ phụ ước. Quệ Công khen phải, xem quan đại phu là khánh trịnh, đem lễ vật sang. Nói với Tần Mục Công xin đông thóc, Tần Mục Công họp các quan lại mà hỏi rằng: nước Tấn kia trước có hẹn biếu ta năm thành mà không chịu biếu, nay nhân trong nước mất mùa lại sang sai sứ xin đông thóc, chẳng biết có nên cho hay không. Kiện Thúc Già Lý Bích Hề đồng thanh nói: thiên tai thì nước nào không có, nay ta giúp người thì trời đất tất giúp ta. Một công nói: ta làm ơn với nước Tấn nhiều lắm rồi. Công Tôn Chi nói: làm ơn mà Tấn biết đền ơn thì còn thiệt gì đến nước Tần ta. Nước Tấn không biết đền ơn thì trái lại nước Tấn, bây giờ ta sẽ liệu kế, chúa công cứ cho. Phi quá nghĩ đến thù cha ngày xưa, dùng tay mà nói rằng: vua nước Tần, nước Tấn vô đạo, trời ra tay, cho nên thừa cơ đem quân sang mà đánh. Do Dư nói: người dân đức không thừa lúc người ta nguy cấp mà cầu lợi, chúa công nên đông là phải. Một công nói: phụ ân ta là vua nước Tấn, bây giờ bị đói là dân nước Tấn. Ta không ngại gì ông vua mà làm khổ muôn dân. Nói xong liền sai người vận tải mấy vạn học thóc sang Tấn, dân nước Tấn được phải cảm ơn Tần Mục Công. Sang năm sau nước Tấn đói kém, mà nước Tấn thì được mùa. Tần mới kém, Tần Mục Công bảo Kiến Thúc Già Lý Bạch Hề rằng: mai mà năm ngoái ta nghe lời hai ngươi cho nước Tấn đông thóc, nếu không thì năm nay ta mất mùa, cũng khó mà sang đông thóc ở nước Tấn được. Phi báo nói: vua nước Tấn là người tham lam mà không tính nghĩa, nay ta sang xin đông thóc, vậy tất họ đã cho. Một công không nghe, liền sai Lãnh Chi đem lễ vật sang nói với Tấn Ngoại Công xin đông thóc. Tấn Ngoại Công toan sai người dẫn thóc ở đất Hà Tây sang giúp nước Tấn. Khước Nhê nói: chú công giúp thóc cho nước Tần, thế thì định lại cho Tần đất hay sao? Huệ Công nói: ta chỉ giúp thóc mà thôi, khi nào lại chịu cho đất? Khước Nhê nói: có lẽ gì chú công phải giúp thóc? Huệ Công nói:
Vì trước năm trước Tấn giúp tốt cho ta, vậy nên ta phải báo ơn. Phước nhớ nói. Nếu lấy việc nước Tần giúp thúc làm ơn. Thế thì năm xưa nước Tần giúp chúa công về nấu ngô, cái ơn ấy to biết chừng nào. Nay chúa công bỏ cái ơn lớn mà báo cái ơn nhỏ là nghĩa làm sao? Khánh Trịnh nói. Năm ngoái tôi phụng mệnh sang nước Tần, xin tông thúc thì vua Tần nhận lời ngay. Thế mà là xử với ta rất tử tế. Nếu ta không cho Tần đông thúc thì chắc Tần quán giận ta lắm. Đã Di Sanh nói. Tần cho ta đông cho ta thúc không phải là có lòng yêu ta. Chỉ cốt muốn cho ta nộp đất, nếu ta không giúp thóc thì nước Tần quán ta, giúp thóc mà không nộp đất thì nước Tần cũng quán. Đằng nào Tần cũng quán cả, vậy thì việc gì phải giúp? Khánh Trịnh nói. Thấy người ta có tai nạn mà không giúp là bất nhân, người ta làm ơn với mình mà quên ơn là bất nghĩa. Bất nhân bất nghĩa thì làm sao giữ được nước? Hãn Giản nói. Khánh Trịnh nói phải đó. Nếu năm ngoái Tần không cho ta thóc thì ta nghĩ thế nào? Quốc Xạ nói. Năm ngoái trời làm cho ta đói, nước Tần không biết đánh lấy nước ta, lại cho ta đông cho ta thóc. Thế là nước Tần ngu. Năm nay trời làm nước Tần đói để cho ta lấy nước Tần, ta không nên trái ý trời. Cứ như ý tôi thì nên hậu với Lương rồi thừa cơ cùng đánh Tần, vậy không theo lời Quách Xạ, đừng từ chối mà bảo lãnh chi là nước tôi mấy năm mất mùa luôn, dân phải siêu quạt cả. Năm nay hơi được mùa một chút thì dân siêu quạt năm trước mới kéo nhau về vậy, nên thóc nước chúng tôi đủ dùng mà thôi. Không thể giúp quý quốc được, lãnh chi nói. Chúa công tôi nghĩ tình thân thuộc không bắt nộp đất lại cho đông thóc, có lòng giúp quý quốc như vậy mà quý quốc lại không đền ơn, lại đến nay lại trở về, biết phục mệnh như thế nào? Lã Di Sanh và Khước Nhế quát to lên rằng: ngày trước nhà ngươi thông mưu với Khuy Trịnh phủ, toan đem lễ vật sang tế để dụ ta. May mà ta không mắc lừa. Bây giờ lại còn nói khéo gì nữa. Nhà ngươi nên về nói với chúa Tần. Muốn ăn thóc của nước Tấn thì tất phải đem quân sang đánh mới được. Lãnh Chi tức giận lắm ra về. Khước Trịnh nói riêng với Quách Yến rằng: chúa công ta bộ ơn làm cho nước Tần tức giận, tất sẽ có tai vạ. Quách Yển nói: nước Tấn ta sắp đến ngày mất, lãnh chi về đến Tần nói với một công rằng: nước Tấn không cho đông thóc lại toan học quân lương để sang đánh nước ta. Một công nói: con người vô đạo đến thế, thật là không ngờ. Để ta đánh nước Lương trước rồi sau đánh nước Tấn. Bách Lý Hề nói: vua nước Lương hay làm khổ dân để xây đắp thành Quách lâu ngày,
về trong nước ai cũng quán, tất cả cũng có thể giúp được nước Tấn. Nay chúa công nên đem quân sang đánh Tấn rồi sẽ đánh Lương. Một công khen phải. Đường giao kiểm thúc và do dư giúp thế tử quánh giữ nước rồi đem đại quân đi đánh Tấn. Tấn Huệ Công họp các quan lại hỏi rằng: nay nước Tần tự nhiên vô cớ đem quân sang xâm phạm đất ta, nên dùng kế gì để chống giữ? Khánh Chỉnh nói: vì chúa công bội ơn mà Tần đem quân sang đánh, sao lại phải là tự nhiên vô cớ được? Cứ như ý tôi, nên theo lời ước cũ mà nộp năm thành cho Tần, rồi cũng Tần giảng hòa là hơn. Huệ Công nổi giận nói: nước Tấn ta đừng là một nước lớn như thế mà phải nộp đất giảng hòa cho Tần, thì còn mặt mũi nào mà làm vua nước Tấn nữa. Nói xong, đang truyền chém Khánh Tịnh, Quốc Xạ nói: chưa đem quân đi đánh giặc đã chém tướng thì tôi e rằng bất lợi. Xin chúa công hãy tha Khánh Chỉnh để cho hắn được lập công mà chuộc tội. Huệ Công nghe lời rồi cử binh đi đánh Tần. Huệ Công vẫn dùng con ngựa tiểu tứ để kéo xe, tầm nhỏ lông mỡ, đi nhanh và êm lắm. Khánh Chỉnh lại can rằng: từ xưa đi đánh giặc bao giờ cũng dùng ngựa nước mình, vì ngựa nước mình mà đem thủy thổ, quen thủy thổ, không mấy khi lầm đường. Nay đang chúa công đi đánh giặc phải dùng ngựa nước Chỉnh, tôi thiết tưởng không nên. Huệ Công lại mắng rằng: thôi, có điều thành thật mà nói, Tần Diệp Vương chỉ dựa vào chút thủ đoạn này của anh vẫn còn ấu trĩ lắm. Ấu trĩ Tần Diệp Vương, anh là chó hay gì? Ngoại trừ dùng răng ra, anh còn làm gì được nữa ha? Nhả ra, buông tôi ra. Làm em. À, đau. Buông, buông ra. Đau chết mất. Anh muốn cắn chết tôi hả? Bỏ tay ra, con chó nhà anh. Phương Dạ Âm. Tiểu Hoàng Yến. Tại sao em lại rời khỏi tôi? Em ghét tôi à? Tôi ghét anh. Anh là chó. Em không ghét tôi. Vậy em hao tổn tâm tư bỏ trốn, thậm chí còn chạm mất bản kế hoạch vài năm tới của Tần Thị. Em đối với tôi lẽ nào cũng là tôi cũng không yêu anh, cũng không phải thằng tự liếng. Ai lại phải lòng chính mình chứ? Tại sao hả? Phương Dạ Âm. Mẹ nói em khinh thường ông đây là điểm nào? Ông đây có tiền có quyền, siêu cấp vũ trụ, cao thủ, dân bá, chàng rể quý, thanh niên trai tráng, có điểm nào không xứng với em chứ? Giỏi. Giỏi lắm, Phương Dạ Âm, em giỏi thật đấy. Giả giờ ngủ, em đang giả giờ ngủ đúng không? Em tưởng tôi không dám xử em tiếp à? Em tỉnh lại cho tôi.
Thôi cứ thế đi, dù sao cũng bắt được người về rồi. Em thắng rồi. Phương Gia Âm, em thắng rồi. Đêm qua hình như mình cứ vậy mà ngủ tiếp đi, ngủ một mạch đến giờ. Thế mà nửa đêm còn con lợn kia lại không điên lên đánh thức mình. Trừng phạt của anh ta không thể như thùng rỗng kêu to thế được. Chắc chắn là còn màn phía sau đang chờ mình. Bảo bối, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi nhé. Nếu em thấy chán thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Chắc chắn là có âm mưu, không thể bị viên đạn bọc đường của anh ta lừa được. Bảo bối à, em còn khó chịu không? Có phải anh ta trúng tà rồi không? Hay là bị ai khoan vào đầu? Rốt cuộc là sai ở điểm nào? Con lợn này không tính sổ với mình thật à? Không thể nào mình tự cho rằng trước kia bụng dạ của mình không hề rộng lượng như thế, trừ phi. Không phải chứ. Không thể nào. Thần Diệp Phương sao lại có thể trở thành một thằng ngốc dễ yêu mà hòa quản được? Tuyệt đối không thể. Anh bỏ tay ra. Ngủ thôi, bảo mối. Bắn nó nhập sai mật khẩu vô lòng nhập lại. Bắn nó nhập sai mật khẩu vô lòng nhập lại. Tần Diệp Phương bị điên rồi à? Ngay cả cửa chồng cũng gắn khóa tự điện tử. Lỗ vân tay vô lòng bấm lại. Anh ta đang muốn mình không thể ra khỏi nhà nửa bước đấy. Bảo sao dạo này thái độ của tên đó lại tốt như thế? Thì ra chắc là dám chắc mình sẽ chạy không nổi đây mà. Không chỉ lắp khóa điện tử bên trong cửa chính, còn gắn cái lưỡi chống trộm ở trên tất cả các cửa sổ. Chỉ có ban công tầng 2 là không có đụng chạm gì hết. Không sợ tôi nhảy lầu chứ gì? Ngã xuống cũng lắm chỉ gãy chân, thế thì càng không đi được. Bảo bối, bây giờ em ở trên giường trở nên nghe lời đến lạ rồi. Rõ ràng biết bản thân tạm thời không chạy thoát được, mình còn cố tình chuốc dạ vào thân. Bị điên hay gì? Em đừng có suy nghĩ mấy cái không đâu nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn em. Muốn gì? Đúng rồi. Cái gì mới là điều mình muốn? Anh chưa đánh răng đâu,
cấm chỉ hôn tôi. Vậy em đến hôn tôi đi. Em chê tôi đấy à? Tôi vừa hôn chân của em đấy. Thế anh có ăn xích của mình ra không? Bảo bố em nói thế này, bạo lực mà dung tục quá đấy. Cái chỗ đi, anh cũng đụng vào rồi, còn chê từ đi ị, bạo lực ha. Có giỏi thì lần sau để tôi đụng anh cho. Bảo bố nói đúng lắm. Anh bị điên à, tôi nói đến mà anh cũng phản ứng cho được. Lâu lắm rồi, em chưa nói với tôi nhiều như thế. Từ khi bắt được em về đây, lúc nào em cũng bày ra bộ dạng không nóng không lạnh với tôi. Chỉ có lúc ở trên giường, thỉnh thoảng, tôi dùng sức quá rồi em mới mắng tôi vài câu. Bây giờ em đáp trả nhiều thế này, sao người ta lại không kích động cho được chứ? Bảo bố, chúng ta tiếp tục đi. Tần Việt Phương, anh đã súc miệng chưa hả? Một vạch về nhà bên kia rồi. Em không có gì để nói với tôi à? Nói cái gì? Không phải em muốn đi cùng cậu ấy à? Ồ, tôi đi được chắc. Anh để tôi đi. Bỏ cái tay ra. Cứ cho má. Dám nhéo đùi ông đi. Lại còn nhéo mạnh nữa chứ. Đau gần chết. Xin lỗi nhé bảo bối. Làm em đau rồi. Tại tôi sợ em nói ra những lời không nên nói thôi. Sao nào, anh thích người ta. Còn tôi lại không được thích à. Anh quên rồi à, chúng ta là cùng một người đấy. Tôi là Tần Diệp Phương. Nhận cách thứ hai của Phương. Dạ, âm. Bị khơi dậy hoàn toàn rồi. Nói một cách đơn giản, nhân cách phân liệt của cậu ấy chính là Tần Diệp Phương. Không, chẳng đoán cái tên bác sĩ chân đất mắt tét, Thẩm Ngôn Sướng kia, chắc chắn cũng là dọa nạt mà thôi. Biểu cảm của con lợn này là biết anh ta vẫn chưa tin. Có bao nhiêu người có thể tin được điều này chứ? Phương Gia Âm. Tôi không thích một bạch.